Thấy cái nhà kế bên cạnh người ta có người mắc, người ta đưa đi kèn trống đồ inh ỏi. Mình đang tu bên đây mình nghe bên kia người ta đánh trống đồ thổi kèn đồ, nhìn thấy não nề lắm. Gia đình đồ khóc than dữ dội. Mỗi một người biết niệm Phật của chúng ta nhìn những cái cảnh đó tự nhiên cũng là cái nhắc nhở mình. Con người thì khi còn sống, còn khỏe thì chúng ta có thể tạo phước hay tạo nghiệp gì đó, đủ thể loại. Hoặc là sự nghiệp cuộc đời ai cũng đặt vào vấn đề rất quan trọng. Có khi giàu thì muốn giàu thêm, rồi nghèo thì muốn khá giả thêm được một chút. Nhưng mà đến khi mà một hơi thở thở ra không hít vào thì hình như những thứ đó không giải quyết vấn đề cho mình. Nói đây không phải là mình đá đổ cuộc sống này, nhưng mà để nhắc mình những cái gì mà làm sai làm ác thì mình nên điều chỉnh và sửa đổi lại. Hoặc là mình hung dữ bạo ngược thì tự nhiên mình cũng hiền lại bớt. Tại vì cái vô thường nó cũng hay vậy. Thật sự. Thí dụ như giờ người giữ cái nào giữ chứ nhìn cái quan tài trước mặt đó, tự nhiên hiền lên chút. Thật sự luôn. Nhìn cái quan tài trước mặt hiền lên chút. Hoặc là trong gia đình mình có người chết cái tự nhiên thấy cảm giác người đó cũng hiền chút được mấy bữa. Thấy không? Nên cái vô thường là cái rất là hay để mà nhắc nhở mình. Khi thấy rằng là mình biết Phật pháp, nghe được vô thường và có tâm cầu sanh cực lạc, mình có nhiều cái góc độ nhìn rất là sâu sắc hơn ngày xưa mà mình khi chưa biết Phật pháp. Thật sự. Như ngày xưa mình chưa biết Phật pháp đi, khi mình thấy người ta chết rồi càng chống inh ỏi, mình chạy ra mình đứng mình nhìn chơi, mình thấy như việc nó không phải của mình ấy vậy. Cái cảm giác là thật sự. Mà có nhiều người bây giờ mình biết đạo đi chăng nữa mình cũng cảm giác đây không phải chuyện của mình. Thí dụ như bây giờ mình biết niệm Phật rồi mình gặp những trường hợp gì thì người ta đưa ngang mình nhìn thấy, hoặc là mình đứng mình nhìn mình cũng niệm vài câu Phật hiệu mong cho cái linh hồn này được siêu thoát. Cái tâm đó thôi cũng là một cái tâm thiện rồi đó quý vị. Ừ. Tại mình biết niệm Phật mà. Mình biết niệm Phật mà. Bây giờ gia đình không biết tu gì đi chăng nữa, mà khi mắc, gia đình có người mắc, người ta cũng mời một vị thầy đến tụng hồi kinh. Niệm Phật một chút tí, thí dụ đi. Thí dụ như tại sao mà mình không biết tu mình cũng phải mời một vị thầy đến tụng hồi kinh. Thí dụ phần nhiều đó. Vì sao làm chỗ đó? Vì trong lòng người ta nghĩ rằng tụng hồi kinh để cầu siêu thoát. À, thấy không? Cái đó là cái không biết tu người ta cũng mời một vị thầy đến tụng một hồi kinh để cầu siêu thoát. Nên mình rất là mừng. Mừng là bây giờ bản thân mình đã biết lo cho mình từ bây giờ. Từ bây giờ mình đã mỗi ngày mình được bồi dưỡng cái tâm giải thoát. Chứ không phải là đợi nước đến chân mình chạy không kịp. Thấy không? Mình không phải đợi nước đến chân nữa. Mà bây giờ bản thân mình đã là lo cái chuyện này cho mình. Vì thấy rằng là mình rất là có duyên có phước chỗ này. Mỗi ngày mình đã nhận thức được vô thường, nhận thức được cuộc đời giả tạm. Nó đang phải mình đá đổ cuộc sống mà là mình dừng lại bớt. Dừng lại bớt cái điều mình làm ác. Nên Phật pháp rất là hay, không phải để cho con người ta tiêu cực mà để cho người ta dừng ác lại. Có những con người chúng ta làm những điều sai quấy, thí dụ như lường gạt hay là làm nhiều điều trộm cắp đủ chuyện, mình gửi mình nghe gì lương tâm mình bình tĩnh là mình tự nhiên mình dừng bớt lại, dừng bớt lại những cái gì trong ngũ dục lục trần, mình dừng bớt lại gì mình nghĩ. Khi một hơi thở thở ra không hít vào, mình không cầm những thứ này theo được, mà cả đời có người cứ lao theo để mà giành giật, lao theo để giành giật. Nghĩa là đấu đá hơn thua tranh giành đủ thứ thể loại để chúng ta
mục đích là để danh lợi của cuộc đời. Nên mình là người nghe đạo tự nhiên mình dừng bớt lại quý vị. Mà khi mình dừng bớt lại tâm trạng mình cũng nhẹ nhàng. Như bản thân những đức bây giờ, nó càng ngày nó càng nhẹ cái tâm là gì, mình không còn gánh nặng nữa quý vị. Đúng rõ ràng. Dù làm một việc thiện cái chăng nữa mà gánh nặng thì cũng phải bận tâm. Mà cái bận tâm này nó kéo dài mình nếu không dừng được. Bây giờ đến lúc 80, 90 tuổi có khi cũng chưa buông được. Khi tạo ra rồi thì bắt đầu bận tâm. Bận tâm và tìm cách làm sao để mình chết đi mà nó còn tồn tại. Ghê không? Còn cái chuyện mà giải thoát của mình thì hình như để qua một bên, không bận tâm đến. Nên tổ sư nói rằng con người có để già đi trong bận rộn, mấy ai buông xuống trước khi lìa đời. Những đức có khi nhìn thấy có những người cũng là tu nhiều chục năm, tới nỗi 80, 90 tuổi mà vẫn chưa buông được. Nhiều thứ phải bận tâm, phải suy nghĩ căng đầu óc ra để mà bận tâm suy nghĩ cho cái sự nghiệp mình đã tạo ra. Mà có khi còn sợ lo những việc sợ người khác chiếm đoạt. Ghê không quý vị? Có nghĩa là cái tình chấp của danh lợi nó thành hình ra cái tâm mình. Dù là mình gần chết cũng sợ người ta giành giật cái của mình. Và có những người khi gần chết đi kêu người thân đến để giao phó sự nghiệp và cố gắng làm sao nói ra cái câu cuối cùng là tiền bạc ai đang thiếu nợ của mình, để mong người thân đi đến đó đòi món nợ đó, trong khi bản thân mình gần chết. Có đó quý vị, chứ không phải không có đâu. Nên cố gắng mà nói một câu cuối cùng, đó là nợ ai đang thiếu mình bây giờ đi đòi giùm, và tiền bạc đang để ở đâu lấy ra giùm. Thấy không? Ý niệm cuối cùng của mình là mang ý niệm như vậy đó. Rồi khi dứt hơi thở cuối cùng thì đa phần là ai giúp đỡ cho mình siêu thoát đây. Đó. Có những người cả đời tạo phước báo hoặc là tạo nghiệp trước gì đó, khi cuối cuộc đời thì chết đi thì con cháu sát sanh hại vật cũng mình còn xả xuống thêm cho mình. Đó. Khi mình nhìn nhận những việc này rồi, bản thân mình tự nhiên dừng bớt lại. Dừng bớt lại những việc làm ác. Dừng lại. Có những người tiếng tâm lừng lẫy vô cùng. Khi mà không còn tiếng tâm nữa, ngồi hiu hắt buồn bã, không ai ngó ngàng đến mình. Trong cuộc đời bị đều nhìn thấy qua hết. Nên Phật Pháp là giống như là gạo qua một cái cho mình nhìn được cái thói đời, quý vị. Dụng câu thói đời. Cho mình nhìn được quý vị à. Đó. Mình nhìn những điều đó để mình thấy nó vô thường, không phải để chán nản, mà để bản thân mình dừng bớt những cái thứ lao theo danh lợi, dừng lại bớt. Đó. Nên những đức nói rằng quý vị đeo bao nhiêu cái máy niệm Phật cũng không bằng cái tâm quý vị phải gầy dựng niệm Phật. Có khi một ngày nào chiếc máy niệm Phật đó, nó không niệm lên cho quý vị nghe. Có khi một ngày nào cái rum này nó cũng không phát lên cho vị tu được luôn. Có một cái cô nọ, cô ở nơi cái chỗ bảo, cô nhắn tin của nó rằng rõ ràng những cái phương tiện bên ngoài để hỗ trợ cái tâm mình nhớ Phật niệm Phật, nếu cái tâm mình không cố gắng gầy dựng cái tâm nhớ Phật niệm Phật thì những cái phương tiện bên ngoài có những lúc vô dụng đối với mình. Cô nói rằng bảo cây cối ngã, điện bị đứt, đường rơm cũng không phát triển được luôn. Tự nhiên nó chập chờn và không phát âm tu được luôn. Đó, hiểu thấy chưa? Nên những cái phương tiện bên ngoài hàng ngày chỉ là hỗ trợ thôi. Hỗ trợ thôi. Còn cái cực kỳ quan trọng luôn là đó là chính tâm mình phải nhớ Phật, niệm Phật và gầy dựng mỗi ngày. Có những lúc gặp những sự cố bất tử, cái máy niệm Phật rơm không giải quyết được vấn đề cho quý vị. Mà chính quý vị là người nhờ quân tập mỗi ngày. Nhờ quân tập mỗi ngày. Vì mà nhiều người chúng ta niệm Phật, có khi hàng ngày chúng ta bỏ phế đi cái quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.
Bỏ phế đi những cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Chính bản thân những đức đã thấy. Có những người 80-90 tuổi trong con đường tu mà có khi còn lo sợ cơ ngơ của mình bị người ta chiếm lấy. Dùng mọi cách để tính toán làm sao để giữ gìn. Rồi có khi một chút hay ngày mai hay tối đêm nay bất tử sẽ ngã gục và chết đi. Thì những thứ đó cũng hoàn toàn vô nghĩa. Đây là 100% từng đời ông bà cha mẹ chúng ta từng đời dài xuống mình thấy rõ ràng. Đời mình là rất may mắn còn gặp được Phật Pháp. Còn có thể mỗi ngày bồi dưỡng cái tâm giải thoát. Nên những đức nói rằng là có được thời gian niệm Phật, lễ Phật. Đây là những đức nói đại phước báo. Những đức nói cho vị nghe chứ. Nếu như những đức không gặp những sự việc mà bây giờ gặp phải thì thật sự nếu cả đời những đức cứ lao như vậy thì cũng không sống được những điều này. Không thể nào quý vị ạ. Vì mình ở trong cái dòng lãng quẩn đó, bản thân mình sẽ không bao giờ mà tự nhiên lại vũ bỏ bước đi đó, không bao giờ. Không bao giờ làm được điều như vậy. Nhưng đúng rõ ràng cái gì cũng có Phật sắp xếp nếu như cái tâm mình thật sự có cái tâm giải thoát. Còn nếu như cái tâm niệm đức không có tâm giải thoát, không có đâu quý vị à. Nó đẩy mình vô cái dòng lẳng quẳng như vậy hoài, cho rằng đó là việc mà cao siêu nhất rồi đó. Nhưng đến khi ngã ngửa đi, một cơn bệnh đến hoặc là một cơn vô thường gì đến, ngã ngửa, tất cả những thứ đó không giải quyết vấn đề cho mình được. Nên những đức nói lớn thiền lớn sống. Bởi vì mình bây giờ đi con thiền nhỏ mà có khi còn khỏe hơn. Mỗi ngày những đức còn được tu với vị bốn thờ, còn nhẹ nhàng cái tâm, không phải bận tâm nhiều thứ gì hết chứ. Bây giờ có 2-3 anh em ai cũng trẻ không à. Cái chuyện cơm ăn áo bận cuộc sống thì anh em không cần phải bận tâm. Không đến nổi, thật sự. Con người mình không biết đủ thì bao nhiêu cũng không đủ. Mà biết đủ thì nó đều được hết chứ quý vị. Đó. Nên nó rất là nhẹ, rất là khỏe. Nên bây giờ quý vị thấy rằng là những đức tu tập với quý vị, những đức nói chuyện nó cũng khác mụ làm. Hình như cái tâm mình nó buông rất nhiều thứ xuống. Và nó rất là nhẹ nhàng đối với danh lợi và nhẹ nhàng đối với cái chuyện người ta khen, người ta chê mình. Tự nhiên bây giờ mình thấy ai mà mỗi ngày tạo nghiệp chửi bới người khác, tự nhiên thật sự phát tâm là mình thấy tội nghiệp họ đó quý vị. Tại vì sao? Vì bản thân mỗi người chúng ta tu tập, mình muốn cái cõi đời này mình trả nợ phước cho rồi. Nên Đức Phật mới dạy mình là hãy vui vẻ trả món nợ thế gian một đời ngắn ngủi phước cho rồi đi. Trả xong, ai muốn đòi mình cứ trả hết đi quý vị. Những đức nói thật lòng, trong gia đình quý vị đòi cỡ nào bị cứ trả hết đi. Nhưng mà muốn trả mau hết nhất là bằng cái tâm chân thật vui vẻ mà trả. Mà muốn được cái tâm chân thật vui vẻ mà trả, chỉ có đúng mỗi ngày quân tập niệm Phật và nhớ thế giới cực lạc. Quân tập niệm Phật, nhớ thế giới cực lạc mới thật sự vui vẻ. Nếu như không quân tập niệm Phật, không nhớ thế giới cực lạc là quý vị trả bằng một tâm miễn cưỡng. Không vui đâu quý vị, không vui đâu, thật sự luôn. Không vui đâu. Nên những đức nói rằng là cái mạng internet nó cũng hỗ trợ mình để bản thân mình tu được. Nhưng chính nó cũng không, mình không khéo, mình cũng lao vào cái dòng xoáy trong nó mà bước ra không được đó quý vị. Hãy cố gắng biết dùng cái chỗ mà tốt để bản thân mình phát triển được tốt. Hãy tránh bớt đi những cái thị phi. Tránh bớt đi quý vị. Nhớ kỹ. Chúng ta như bản thân những đức đã ở trong cái thị phi khoảng thời gian cũng dài. Phải nói là dài. Đến lúc bước ra thì cảm giác ban đầu cũng buồn lắm quý vị. Buồn và có khi cũng thấy cảm thấy bực bội lắm chứ không dễ đâu. Nhưng mà dụng công niệm Phật, lễ Phật tự nhiên mới thấy. Thì ra là Phật thương mình, để cho mình cuộc sống nhẹ nhàng hơn quý vị. Nhẹ nhàng hơn. Bây giờ dù là sống gia đình của người ta, nhà người ta, nhưng mà lại rất là khỏe, rất là nhẹ nhàng. Sáng mở mắt ra tu tập được, nói chuyện quý vị xong, ngồi chơi một chút, đi ăn cơm. Vì thấy. Rồi ăn cơm xong rồi niệm Phật này kia, rồi bắt đầu là một chút tới giờ lên tu với quý vị. Một ngày lên tu với quý vị được như vậy, nếu từ đây đến hết cuộc đời mà được như vậy thì thôi quá tuyệt vời. Thật sự cái duyên những đức thật sự cũng không có đi đâu được, quý vị biết gì sao.
Hồi đó thì gánh ở chùa không đi đâu được. Bây giờ thì gánh cái room không đi đâu được. Nếu những đức đi thì những đức lại không tu với quý vị. Lương tâm nào coi được đây. Ngày xưa thì đi thì bỏ các cụ trong chùa, tội nghiệp các cụ đại chúng trong chùa, mình kêu người ta ở chùa không đi đâu. Bây giờ mình đi coi sao được, nên bị buộc vô không đi đâu luôn. Bây giờ thì tới cái room, tới quý vị, quý vị buộc những đức vào cái chỗ phải đi tu. Quý vị thấy không? Cái buộc nào nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà buộc vào để đi tu thì đúng là hay thiệt. Để tập cho mình quân tập, cho mình quen luôn quý vị, cho mình quen luôn là mỗi ngày mình lên mình tu cho nó quen. Mười mấy năm có bao giờ mà tu được bốn thờ đâu. Vì mà đùng cái như mất tất cả, nhưng cuối cùng lại có tất cả. Còn ngày xưa tưởng đâu có tất cả, nhưng mà lại không có gì. Tại vì mỗi ngày cứ lao theo như vậy đó. Sáng là bắt đầu là cứ lang thang về nấu ăn đồ này kia. Rồi bắt đầu là ăn cơm xong rồi bắt đầu tiếp tục xử lý vấn đề. Chuyện này chuyện kia chuyện nọ nạp vô. Trong đây một đống. Nếu đến khi 80 mấy tuổi, cuộc đời mà sống tới 80 mấy tuổi mà nó nạp cái kiểu đó, chắc những đức nghĩ chắc không biết đến mức nào luôn. Rồi bắt đầu nó hình thành cho mình cái tâm là lo âu sợ hãi cho cái sự nghiệp mình cực khổ đã tạo ra. Nó không buông được. Gọi là xong luôn. Nhưng mà công nhận thì nói là giống như cái nạn của ông thầy. Nhưng mà may mắn thay còn trẻ mà bị gì. Nếu nó đợi những đức năm 70 tuổi mà bị gì, chắc không biết những đức bò đi đâu. Quý vị nghĩ đi, ngồi suy nghĩ đi quý vị. Mình còn trẻ mình bị này bị kia, mình còn đủ sức để bản thân mình đủ đủ năng lực nè, sức khỏe nè, đủ trí tuệ để nhìn nhận được, để mà cố gắng quay đầu. Nếu mà năm 70 tuổi rồi, 65 70 tuổi mà bị kiểu này không biết bò đi đâu. Quý vị nghĩ đi. Quý vị thấy không? Trong cuộc đời con người mình, trong cái nghịch, nhưng mà có khi nếu mình chịu niệm Phật, nó lại là cái thuận. Có những cái thuận nó đẩy mình tới 70-80 tuổi, nhưng mà chưa chắc thuận. Nó ở trong cái vòng lẩn quẩn không bước ra. Đó. Nên những đức nói với quý vị có được cái room này, quý vị tu, quý vị cố gắng đi. Tại gia đình tu bây giờ, những đức nói cho quý vị nghe ở đây, những người làm vợ, làm chồng. Bây giờ quý vị làm vợ người ta mà không đi lang thang chỗ này chỗ kia nhiều nữa, quý vị ở nhà quý vị tu. Tu xong lo gia đình, ông chồng nào mà không thương. Ông chồng nào mà không thích. Nó tại nhà là một đạo tràng tu rồi. Xã hội cuộc sống thời đại 4.0 này đều chấp nhận quý vị á. Ở đâu tu tập ở đó, rồi xong lo công việc đàng hoàng. Làm một công dân tốt. Chấp hành quy tắc đàng hoàng của xã hội đất nước. Thấy chưa? Không cần đi đâu nhiều tùm lum tùm la nữa. Đó. Không cần đem cái gánh nặng trên vai mình nữa. Những đức nói cho quý vị nghe có nhiều thứ nghe. Bản thân mình đang còn nặng một đống mà bản thân mình còn chưa nhìn ra mình. Mà đi tìm để từ bi đi gánh tùm lum. Có khi mình còn một gánh nghiệp mình chưa giải quyết xong. Khi một hơi thở thở ra không hít vào không biết đi về đâu. Nhưng mà mình còn đang lang thang, mình cho mình là chắc là Phật Bồ Tát gì đó, nên mình đi từ bi đi gánh bao nhiêu thứ. Đi gánh bao nhiêu thứ. Vậy bản thân những đức này cho quý vị nghe cũng á, là từ bi dữ lắm nè. Gánh dữ lắm. Đến khi đùng một cái bản thân những đức mà không đứng lên, bao nhiêu cái gánh mà những đức đã từng gánh đó, họ gánh cho những đức thế được không? Họ có đi đỡ những đức được không quý vị? Đó. Những đức đã từng chia sẻ Phật pháp với bị nghe bị cười hô hà, cười ngày chủ nhật đừng có nói nữa. Vỗ tay đồ quơ quạt đồ kinh khủng luôn, bị thấy chưa? Nhưng mà khi những đức gặp sự cố một cái, đâu mấy chị đó đâu, nó mấy ngàn mấy chục ngàn con người đâu, chỉ có một hai người mà những đức cũng chưa từng biết và chưa từng thân nhiều gì hết, thì thấy chưa? Có những việc mình làm với một con người này nhưng mà lại gặp người kia. Đó là những điều chúng ta đã từng chia sẻ qua. Bây giờ là xác thực 100% luôn đó quý vị. Đó. Nên những đức nói, sau này những đức đem tịnh độ giới thiệu cái công của những con người mà khi những đức gặp nạn mà họ bên cạnh những đức. Lớn. Rất lớn luôn. Cho quý vị biết. 5 năm sau, 10 năm sau, có nhiều người bình luận về những đức. Nếu như cái lúc mà những đức gặp nạn đó, những đức mà ra đời luôn, lao đi có vợ, có gia đình luôn, không tu luôn, 10 năm sau có ai bình luận những đức không?
Như 5 năm ngày xưa những đức ra khỏi chùa, những đức đi đến một ngôi chùa, những đức khổ vô cùng nếu những đức ra đời như một số anh em. Thì bây giờ có ai bình luận những đức đúng sai nữa không? Đâu có đâu quý vị. Rồi 10 năm sau những đức ra đời, bây giờ những đức nếu không tu nữa, đi có vợ có gia đình đi hư luôn, ăn nhậu như ngày xưa luôn. 10 năm sau có ai còn nghĩ đến những đức nữa không? Đừng nói 10 năm, 1-2 năm thôi, cũng không còn ai nghĩ đến những đức. Thấy không? Bây giờ những đức cố gắng gì trong khi có 1-2 người hỗ trợ giúp đỡ những đức. 10 năm sau có nhiều người có khi bình luận tới những đức nữa, tiếp tục. Còn ngày xưa người này đi ra đời, có ai, có mấy người ở bên cạnh họ đi giúp đỡ họ? Có khi té rồi đạp thêm đạp nữa cho nằm luôn. Nếu mình không cố gắng dùng dậy để đứng lên thì biết đâu bản thân mình sẽ là ra cái gì. Nên như Đức nói cho quý vị nhớ kỹ, thói đời trong cuộc đời, quý vị hãy cố gắng duy trì mình đi. Hiểu chưa? Không ai đứng vững bằng chính mình phải đứng vững. Không ai thương mình bằng chính mình phải thương mình. Cái từ bi lang thang của mình, hết đầu này đến đầu nọ muốn giúp người khác, có khi bản thân mình còn chưa giúp được chính mình. Hãy cố gắng nghe lời Phật dạy đi. Trước chưa độ mình làm sao độ người. Những đức không phải nói độ quý vị đâu, mà những đức đang nhắc nhở mình đó. Đang nhắc nhở mình đó. Vì bản thân những đức bây giờ đâu có lao đi kiếm cái gì đâu. Chỉ có tu tập chung cái lực chung, và bản thân những đức bây giờ phải cố gắng. Đó là những điều mà chúng ta tu tập xong. Những điều này chia sẻ không phải tiêu cực đâu quý vị à. Mà hãy dừng bớt lại những điều ác mình làm, những cái hung dữ bạo ngược, đấu đá và dối trá đi quý vị. Dừng lại bớt đi, để chúng ta rèn luyện cái tâm thiện lành của mình. Đó là điều khôn ngoan nhất, để chúng ta có cái cầm theo được tốt đẹp. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị. A Di Đà Phật.